Đó, đang kéo luôn. Ồ, anh kéo ghê quá. Đó. em thấy cà kè không? Thấy cà kè không? Ôi trời, trời má ơi, ghê vậy. Ôi. Ôi gì vậy? Ồ má cà kè ghê trời. Trời. Ôi lãng cơ. Thêm một thanh niên cà kè nữa. Cà kè bằng xin anh trái về phải. Nhanh nhanh đó. Nãy kéo là dính rồi. Các bạn hỏi xe độ stun có bị cảnh sát bắt hay không? Nếu như chúng ta chạy một cách đàng hoàng ngoài đường thì thật sự luôn á, người ta, mấy anh cảnh sát không dòm luôn á. Hậu ly bị cà khịa anh em ơi. Ok bạn nha, thì hôm nay là mình đi về để ăn Tết. Ăn Tết Tây. Và trên đường về thì nãy giờ mình thấy có thanh niên đi ẹt này. Cứ các bạn coi kỹ nha, bây giờ mình sẽ chạy qua một chút xíu. Hồi nãy mình bấm quay trễ, thanh niên này lạng ghê lắm. Đi. Ủa, kéo hết chưa? Ê, gượt theo cái ông đi ẹt nãy á. Hello mọi người nha, thì đang trên đường đi về quê ăn Tết Tây thôi mà đang quay ngon lành luôn. Mình vừa mới bấm quay á, bạn thấy ông đi ẹt không? Ông cà khịa mình mà kiểu dạng tấp đầu rồi chạy lạng lạng trước đầu xe mình á, mà đang quay cái tự nhiên hết pin, má tức ghê. Xong rồi mình phải dí theo một đoạn, giờ bây giờ mình mới thay pin xong để mình chạy lên cho các bạn coi. Chắc là tôi hay đi cà khịa Racing Boy. Nói giỡn mọi người chơi ha, mình đi cà khịa Racing Boy á là mình đi có chủ đích không à. Mấy cái bạn mà mình cà khịa đa phần là quen. Mình cà khịa xong mình tặng tem đồ các thứ. Chứ mình cũng không có gây sự gì với ai nha mọi người. Còn bây giờ mình sẽ quay này cho các bạn coi chơi vui lắm. Chà, nãy giờ mình dừng hai bên mất khoảng hơn 30 giây. Thì chắc ông này ông chạy khá xa rồi. Nhưng mà không sao, đường còn dài lắm, để mình dí theo. Tem được rồi kìa. Gõ. Má ơi, chạy một chục cây mới tem được. Đó, chạy gà ảnh lượng ghê lắm. Đù, chạy dữ trời. Đó, lượng nè, bây giờ mình sẽ cho anh biết. Mình sẽ cho anh biết có sự hiện diện của mình cho các bạn coi, ảnh lên ảnh gõ mình nè. Ê, mình chạy chậm quá trời, sao không thấy anh đó lên nữa ta? Hết đam mê rồi. Hết đam mê rồi hả? Ừ. Đam mê nguội lạnh rồi. Đam mê nguội lạnh rồi hả? Bó tay. Mới gõ có một cái rồi. Mất tiêu luôn ta. Không, đam mê nguội lạnh rồi chứ không phải về nè. Ờ. Thấy Trà Vinh lận mà. Trà Vinh là còn xa lắm á. Tao mày mới chạy có nhiều chạy hết nhiều sao mất tiêu rồi. Ừ. Giờ mình quẹo đường này, anh thanh niên đó chắc chạy bên cái hướng bên đường kia thì mình sẽ không có gặp anh thanh niên đó nữa. Cho nên rất có thể là cái đoạn này mình sẽ tắt và mình sẽ chuyển cảnh cho bạn xem những cái đoạn sau nha. Nào. Ú, đẹp thế. Nào cao gót. Nào độn quá chị. Ờ, bên kia độn rồi. Ui, cái này độn vừa đã luôn nè. Thôi, không chơi cọc dây. Này đi. Đúng rồi. Này độn lên tới nóc luôn. Độn 5-6 phần luôn. Ai lửa lùng.
này bước cái là đụng cái khung cửa luôn á. Đâu dữ vậy? Không dữ gì hả chị? Đâu mới làm móng hả? Đẹp không? Ghê vậy? Đâu mấy móng này sao đâu? Ơi nãy nó bị cục lại, giờ sao nó dài ra hay vậy? À cái này anh có coi trên mạng nè, cái ngón mà bị cục lại cái mình chấm keo 502 đúng không, mình chấm keo 502 với mì tôm mình vuốt nó ra đúng không? Phải hả? Rồi cao hơn khúc lên đẹp cái gì đâu, mình chạy mô tô mà đẹp thiệt chứ bộ. Nhiều em nó mà nó còn cao hơn vậy, cái bóp đó nhà ăn gian lên được thêm một thân hai thân nữa đó cưng. Hơn mấy triệu luôn. Rồi rồi, rồi kiến cái. Rồi kiến cái. Ủa kiến không thấy gì vậy? Thấy rồi. Này chạy bắt đầu nó dẫn nè. Rồi, lấy này đi. Nói gì? Hả? Nói gì? Tôi là muốn ủng hộ bà thôi chứ không biết chừng nào mới chúng. À. Ok các bạn nha. Hiện tại là mình quay khá là gấp. Mình đang đi từ dưới quê lên, mình cũng đang chở cái con mồm lèo của mình. Đó, thì tình trạng là đang đi chiếc mô tô chở khá là nhiều đồ ở hai bên nữa. Rồi chở cái bóp nữa, xong rồi mình có vẻ như mình bị cà khịa. Clip này quay không có chủ đề luôn nè. Các bạn thấy cái ông điều vị sành phía trước không? Đó. Chắc là ngồi tê quá, ngồi tê mông quá cho nên uống éo á. Nè các bạn coi nè, xe của ổng là vị sành nhưng mà ổng độ sao mà dặn nghe ụt ụt ghê lắm, chắc là móc vô. Trời ơi, cha nội bỏ điếu thuốc kiểu đó. Ghét cực, ghét mấy người mà ấy thuốc vậy luôn á. Tại hồi đó mình đang chạy á, có cha nội kia gạt tàn thuốc á mọi người, cái nó bay vô mắt của mình. Nó rất là cay luôn. Bởi vì giờ mình ghét ghê luôn. Thôi bỏ qua vấn đề đi, quay lại vấn đề này nè. Đó các bạn thấy không? Ủ lọc gió có cái cọng dây để hút gió nữa kìa. Đó thấy mình bò bò lên là bắt đầu ảnh ấy ghê lắm. Đó nhìn kiến. Đó nhìn kiến, thấy tôi chưa. Rồi đèn đỏ. Mà không chạy nhanh, chỉ cần qua mặt mình thôi. Không có chịu chạy nhanh, cứ chạy nhanh đi, mình chạy chậm mà. Rồi đèn xanh, chạy nè. Ồ bữa nay đi lên Sài Gòn đông ghê. Ồ dặn ga gì đó nghe ụt ụt đã ta. Theo mình thấy cấu hình con Vision này là chắc là móc bô nè. Đó, dặn kìa. Đó, tiếng bô vừa đủ nghe mọi người. Mình nghĩ chắc là các bạn không nghe được cái tiếng bô của chiếc Vision đó đâu. Ghê vậy, lãng ghê vậy. Rồi bây giờ mình sẽ giả bộ chạy trờ phía xích lên ha. Giả bộ mình chạy lượn lên. Rồi coi anh phản ứng như thế nào. Đó. Ôi dặn kìa. Dặn ra út luôn. Thì mình đi mô tô á, các bạn đừng nghĩ là đi mô tô là không bị cà khịa nha. Đi mô tô bị cà khịa nhiều lắm. Rồi đèn đỏ nha, đứng lại nha, đừng có chạy nha. Rồi đây là cách mà mình vận chuyển khi mà mình đi chiếc mô tô. Thường các bạn rất là quan ngại khi mà đi mô tô không có chở đồ được. Thì không có đâu ha, đối với mình chiếc xe nào chở cũng được hết trơn á. Đây nè các bạn thấy không, vừa chở con mồm lèo, hai bao đồ, chà bá luôn, dắt ngang bình xăng cái là xong. Hồi đó mình đi Đà Lạt á, mình mua bơ trái cây đồ đó,
là mình máng là mình xăng và mình chạy về nè, rất bình thường, đi chiếc nào cũng tiện dụng á. Rồi cà khịa chơi nè fan. Rồi các bạn coi nè nha, chạy tốc độ 70 thôi, không cần nhiều. Đó, đang kéo luôn. Ồ, anh kéo ghê quá. Đó. Em thấy, em thấy cà khịa không? Thấy, thấy cà khịa không? Các bạn đừng nghĩ đi mô tô không bị cà khịa nha. Đồ lách cơ. Đi mô tô bị cà khịa nhiều lắm. Nhất là đi xe nhanh nhanh á. Ai biết đâu. Nhất là đi xe vô im. Tại vì á, anh chàng này tưởng con này 150 chắc luôn. Xe mình gắn vô im vô là nó im hơn con 150 luôn. Tại hồi đó cái chuẩn Euro 4 gì của nó đó, cho nên nó ấy khí thải á, thành ra cái vô nó bị ém ghê lắm, cho nên nó im lắm. Ồ, 80 luôn, 80 cái máy trên giờ. Vision mà kéo tới mức này là cũng dữ dằn rồi đó. Đó. Đó, nhìn nhìn kiến rồi, nhìn nhìn kiến. Anh chạy mà anh cứ địa địa nhìn nhìn kiến rồi mình đâu. Vừa bên phải nè fan ơi. Mình bị cà khịa nhiều lắm rồi, nhưng mà lần này mình cố tình mình quay lâu á. Đó đó, anh nhìn kìa, anh kiếm kìa, anh kiếm. Anh kiếm mình trong gương. Rồi chạy nha. Mình đi đường mình bị cà khịa nhiều lắm, nhưng mà thường á cà khịa mình, cái mình cà khịa lại cái mình chạy mất tích luôn à. Không có quay cho anh em coi, nay rảnh rảnh nè, đang đi chán quá quay clip luôn. Rồi đang kéo để mình kéo cho ảnh đuối chơi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kéo được khoảng 90 cho ảnh đuối như trái chuối luôn. Đó, mình nghe tiếng vô sau lưng. Wow, chiếc này qua lộ quá dữ. Rồi rồi, kéo tiếp. Mình nghe tiếng rồi, mình nghe tiếng sau lưng rồi. Sẽ cố gắng chạy cho anh không qua mặt cho anh đuối chơi. Ôi trời, trời trời trời, má ơi ghê vậy. Ôi, trẻ bưởi nữa. Trời trời trời, bò lên hết hồn luôn rồi. Không quen biết nha mọi người. Lâu lâu đi chơi á, ở lộn lâu lâu đi ngoài đường á, đang rất là buồn ngủ á, thì có một vài pha cà khịa như thế này thì nó lại rất là vui. Mình vừa mới mua một chai nước. Mình mới mua một chai nước để mình uống á, tại vì buồn ngủ quá. Đường đông mà mình phải chở nhiều đồ, mình chạy chậm á. Ồ, lách nè, lách nè, chen nè. Đó. Sao em? Ừ. Ông chú này là mới làm YouTube. Ừ, cho nên ảnh bắt chước cái thằng Hậu Ly đi cà khịa. À rồi rồi, nhiều khi giờ ổng về ổng đăng lên là cà khịa thằng Racing Boy đi mô tô màu xanh. hoặc là ổng sẽ ghi cái cáp là mô tô tuổi với Vision. Ông ngó, ông kiếm mình. Không biết ông này là ai luôn. Lên TV chơi anh em ơi, hi hi. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock's a run, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Mình thấy cái bạn đó có gắn cái camera ở trước càm giống y chang mình luôn. Nhưng mà phong cách bạn đó gắn ngược xuống, gắn móc xuống đó mọi người. Mình thì gắn cái camera nó dựng lên. Ôi, ôi. Ôi, ôi, gì vậy? Ôi, má cà khịa ghê trời. Trời, ôi lãng cơ. Thêm một thanh niên cà khịa nữa. Cà khịa mà xin anh trái về phải. Nhanh nhanh nữa. Cà khịa bỏ một bạn cà khịa kia đã chạy trước rồi, cho nên giờ có một bạn cà khịa mới cà khịa mình luôn, cũng là biển số 77 luôn.
Hình như nãy ông kia cũng 77, ông này cũng 77. Ồ, hai ông đều đi Vision luôn. Cha, bữa nay tôi bị đại hội Vision cà khịa. Trời, ông này chạy ghê hơn ông kia nữa. Được, được, ông này có tố chất hơn ông kia nè. Đó, các bạn thấy không, các bạn thấy ghê chưa? Đó, cái đít xe kìa không. Ừ, quá dữ luôn. Và đây là tay đua mang biển số 77, chiếc Vision màu xanh, đội cái nón màu trắng, áo sọc caro, đang chuẩn bị di chuyển trên đường. Ủa lộn, đang di chuyển trên đường luôn. Tay đua này đang dẫn đầu, dẫn đầu trước tay đua Hậu Ly. Và bây giờ tiếp tục là một pha kẹt xe, để xem anh ta có vượt qua được hay không. Ồ, không, anh ta đã thua Hậu Ly rồi. Hậu Ly đã vượt một cách rất là dễ dàng. Chuyện còn lại bây giờ là Hậu Ly sẽ... Rồi, tay đua số 77 áo sọc caro đã di chuyển lên phía trước. Cuộc đua đang được bắt đầu. Ồ, tay đua quẹo trái. Hết đùa. Bây giờ tay đua số 77 kia chạy mất tích luôn rồi mọi người ơi. Chắc là mình thua rồi. Sau khi xem hết video, chúng ta đã rút ra được một bài học. Đó chính là sống ở đời đừng có cà khịa nha con. Cổ nhân có những câu nói rất là hay. Núi này cao, còn có núi kia cao hơn. Nếu như núi kia cao hơn, sẽ có núi kia nữa, lại cao hơn. Vì thế, chúng ta hãy sống chan hòa, đừng bao giờ cà khịa người khác. Để rồi một mai sẽ bị cà khịa như Hậu Ly. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha.